chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Fashion Festival. Lời đầu tiên, cho phép Khánh An gửi lời chúc đến toàn thể các quý vị và các bạn sẽ có một buổi sáng nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian chuyển giao năm cũ và năm mới đang cận kề. Trong không khí hân hoan, rộn ràng, chào đón Giáng sinh và năm mới, Indigo Group tổ chức lễ hội thời trang Fashion Festival với mong muốn được cùng những thương hiệu hàng đầu Việt Nam ra mắt bộ siêu tập mùa đông mới nhất năm 2022. Không để quý vị chờ lâu, ngay sau đây xin mời quý vị thưởng thức bộ siêu tập Giáng sinh ấm áp đến từ thương hiệu Pima. Thời trang thiết kế cho bé yêu được trình diễn bởi mẫu nhí tài năng.